Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3066, đến chương 3070. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, những người của thế lực giới cổ võ này đều cho rằng anh sở dĩ có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy hoàn toàn là nhờ vào linh hồn của ma thần. Thậm chí Từ Gia vì đối phó với anh mà xuất ra một linh khí đỉnh tiêm có thể thu thập thể linh hồn. Chỉ có điều vận dụng bình phong tỏa linh hồn dường như có hạn chế. Nếu như không phải như vậy thì thể linh hồn của ma thần đã bị bình phong tỏa linh hồn hấp thu. Dương Thanh khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung diễu chế diễu nói ra. Ta chưa từng nói với các người ta đang mượn dùng lực lượng của linh hồn ma thần, đúng không? Anh nói ra câu này cũng coi như là đã trả lời câu hỏi của Từ Chính Hoa. Một đám võ giả đến từ cổ võ hạ giới giờ phút này đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói Dương Thanh đã có được thực lực chỉ trong nháy mắt đánh bại võ giả có cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ hay sao chứ? Vừa mới rồi khi Dương Thanh ra tay liền trực tiếp phế bỏ hai tên võ giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ, mà anh lại tuyệt nhiên không mượn dùng lực lượng của linh hồn ma thần, liền đã nói rõ vấn đề. Có thể trong nháy mắt phế bỏ cường giả nhị phẩm bị nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ, đây chẳng phải là nói sức chiến đấu thực sự của Dương Thanh đã sánh ngang với cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong rồi sao? Nhưng vấn đề là Dương Thanh ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới à. Tại bảng xếp hạng của cổ võ hạ giới cũng có một võ giả chưa tới 30 tuổi, mà trong đó Mộ Dung Yên Nhi đứng hàng thứ nhất. Tại trước đây không lâu, cảnh giới võ đạo của nàng chỉ mới vừa vặn đạt tới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mà không lâu sau khi cảnh giới võ đạo của nàng vừa đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, liền bước vào 30 tuổi. Mà Dương Thanh so với Mộ Dung Yên Nhi lại càng trẻ hơn. Vậy mà liền đã có được sức chiến đấu có thể so với cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Điều này khiến cho nhóm những thiên kiêu võ đạo của cổ võ hạ giới kia còn biết sống thế nào được đây. Mỗi một tên võ giả cổ võ hạ giới ở đây nội tâm đều tràn ngập chấn kinh. Nhất là Tề Phong, thời điểm buổi sáng hắn đi tìm Dương Thanh nhưng lại bị anh cự tuyệt. Lúc đó hắn liền đã cảm thấy Dương Thanh không hề đơn giản, cũng biết thực lực của Dương Thanh là ở tại thiên cảnh. Thế nhưng là vẫn không thể ngờ tới thực lực của Dương Thanh lại cường đại như vậy. Lúc này đây, trong lòng hắn cảm thấy rất may mắn. May mắn là thời điểm buổi sáng mình đã không bốc đồng. Nếu như mình thực sự bốc đồng hà lệnh động thủ với Dương Thanh, chỉ bằng cường giả Tề gia mà hắn mang đến, bao gồm cả chính hắn, trong đó sợ là đã biến thành thi thể. Bọn hắn, những người đại diện cho ngũ đại thế gia giới cổ võ, quyết định liên thủ lại đối phó với Dương Thanh, chỉ vì nghĩ đến khả năng linh hồn ma thần mượn nhờ thân thể Dương Thanh để chiến đấu, mà căn bản cũng chưa từng có suy nghĩ bản thân Dương Thanh lại sẽ cường đại như vậy. May mắn là bọn hắn trước đó đã phán đoán dựa theo thực lực của linh hồn ma thần khi mượn nhờ thân thể Dương Thanh để chiến đấu. Nếu không phải như thế, một khi bọn hắn đưa đến đội hình quá yếu, sợ là sẽ phải toàn bộ chết ở nơi này. Coi như thực lực của bản thân hắn rất mạnh thì như thế nào ạ? Sức chiến đấu của hắn nhiều lắm là chỉ có cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Chúng ta bên này còn có 5 cường giả nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong, 3 cường giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ. Hôm nay hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lúc này Từ Chính Hoa nghiến răng nghiến lợi nói ra, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, bên trong ánh mắt hắn tràn đầy sát ý mãnh liệt. Không chỉ là Từ Chính Hoa, mấy người khác trên mặt cũng đều là lộ ra sát ý. Nếu như đã muốn động thủ với Dương Thanh, như vậy liền nhất định phải giết chết Dương Thanh. Nếu không, lấy thiên phú võ đạo của Dương Thanh, sợ là sẽ không mất bao lâu nữa, liền sẽ trưởng thành đến một tồn tại khiến tất cả võ giả của võ hạ giới đều phải kiêng kỵ. Bọn hắn hiện tại nếu như đã động thủ, liền xem như đã triệt để đắc tội với Dương Thanh. Nếu như hôm nay không thể giết chết Dương Thanh, ngày sau Dương Thanh nhất định sẽ trở thành cơn ác mộng của gia tộc bọn hắn. Trần Chí Trung gấp gáp nói theo.
Từ Huynh, nó không sai. Chúng ta bên này còn có nhiều cường giả như vậy. Chỉ bằng hắn một người là thế nào có thể là đối thủ của nhiều cường giả như vậy được chứ? Bách Lý Thành Cát cũng vừa vàng nói, không sai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Khương An Quân cũng là trên mặt lộ ra hung quang, nghiến răng nói ra, hắn không chết, chúng ta những người này coi như có thể còn sống thì hạ tràng sau này cũng sẽ rất thảm. Ngay cả Tề Phong cũng triệt để từ bỏ ý nghĩ lưu lại mạng sống cho Dương Thanh, coi như Tề gia chủ có trách tội cũng không quan trọng, dù sao bây giờ cũng không phải là một mình hắn gây ra cái chết cho Dương Thanh. Tờ Dánh Hoa mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy cường giả ngũ đại thế gia của chúng ta liền cùng một chỗ động thủ đi. Năm người đại diện liếc nhìn nhau một cái, về sau lập tức nhao nhao đối với cường giả gia tộc của mình hạ lệnh giết chết hắn. Oanh! Giờ khắc này trên toàn bộ đỉnh khách sạn Trung Châu đều bị một cổ thiên uy đáng sợ bao trùm, mà phía trên không trung khách sạn Trung Châu mây đen cuồn cuộn giống như muốn đem mảng đất trời này đều bao phủ lại. Trong mắt Dương Thanh lóe lên một tia hưng phấn, anh hôm nay sau khi đột phá cảm giác được thực lực của mình tăng vọt, anh thậm chí có loại cảm giác cảnh giới võ đạo bây giờ của mình cùng cảnh giới võ đạo hiện hữu căn bản là không giống nhau. Bằng không anh vốn dĩ chỉ có cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, vì sao sau khi đột phá bỗng nhiên liền có được thực lực cường đại như vậy chứ? Đúng lúc anh đang muốn mượn cơ hội này để xem sức chiến đấu chân thực của mình đến cùng đang ở tại cấp độ nào, mà cũng vừa vặn những võ giả thế gia giới cổ võ này có thể để cho mình luyện tay luyện chân một chút. Âm! Dưới chân anh khẽ động, thân hình lóe lên vọt ra, trực tiếp nghênh chiến. Năm tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong, ba tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ nháy mắt đem Dương Thanh bao vây vào chính giữa, gần như trong cùng một thời gian bộc phát công kích ập thẳng tới Dương Thanh. Cút! Dương Thanh gầm thét một tiếng, chiến thần quyết vận chuyển, anh trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân dồn hết lên phía trên hữu quyền. Một giây tiếp theo, anh hội tụ lực lượng toàn thân vào hữu quyền của mình, hùng tợn hướng về phía cường giả phóng tới anh đầu tiên mạnh mẽ quất tới. Oanh oanh! Nắm đấm của anh trực tiếp phát ra tiếng xé gió nhanh như tia chớp, một cổ khí tức kinh khủng hướng thẳng đến đối phương nghiền ép mà đi. Tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong đang chuẩn bị giáng đòn công kích vào Dương Thanh, ngay lúc này chợt cảm thấy một sự sợ hãi đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Hắn có thể cảm giác được trên nắm tay của Dương Thanh hội tụ một cổ lực lượng như dời non lấp biển. Oanh! Sau một khắc, nắm đấm của Dương Thanh cùng nắm đấm của đối phương hung hãn đốn kích cùng một chỗ. Rắc! Vào khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm vào với nhau, liền có tiếng xương gãy vụn phát ra. Nhưng điều chân chính khiến người phải sợ hãi chính là tại một khắc nắm đấm của Dương Thanh va chạm với nắm đấm của đối phương, một luồng lực lượng kinh khủng bắt đầu từ nắm đấm của đối phương hướng về phía toàn bộ cánh tay hắn lan tràn mà đi. Rắc rắc rắc, tiếng xương gãy vụn vỡ giòn tan không ngừng liên tục vang lên. A! Tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong kia cũng không còn cách nào tiếp nhận nổi cơn đau đớn kịch liệt do toàn bộ cánh tay vỡ vụn truyền đến, liền gào lên một tiếng kêu thảm thiết. Âm! Dương Thanh một cước cắm thẳng vào lồng ngực của đối phương, thân thể của đối phương bay vút ra, trực tiếp đem một võ giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ còn đang lao tới phía sau lưng hắn hất tung lên không trung. Mà giờ này khắc này, công kích của 6 tên võ giả khác cũng đã hướng về phía Dương Thanh đồng loạt đập xuống. Dương Thanh vừa rồi mới bộc phát ra toàn lực đánh bay một cường giả, ngay lúc này anh căn bản không có biện pháp để né tránh. Oanh oanh oanh! Bốn tên cường giả có cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong, hai tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ, công kích của lục đại cường giả cùng một chỗ rơi vào trên thân Dương Thanh. Chán thật, chưa đã nghiệt. Hẹn mọi người ngày mai.